Giờ đây là nghi thức sức dầu. Dầu thánh Santum Krishna được sức trên trán người lãnh nhận hôm nay là dầu đã được Đức Giám Mục Giáo Phận Thánh Hiến trong ngày thứ năm tuần thánh. Nghi thức chính yếu của bí tích này là việc Đức Giám Mục đặt tay sức dầu ghi hình thánh giá trên trán mỗi người và nói: con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Kết thúc nghi thức, Đức Giám Mục chúc bình an cho người lãnh nhận, biểu lộ sự hiệp thông trong hội thánh giữa vị giám mục với toàn thể tín hữu. Mời các bạn sắp lãnh nhận bí tích thêm sức cùng người đỡ đầu tiến lên quỳ gối trước mặt Đức Giám Mục. Xin mời cộng đoàn ngồi. Thank you.
biệt phần đương nhiên.